Có điện thoại đang rung á. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Katie đang ở nhà một mình nên là không có biết các bạn nào có đang coi livestream của Katie không. Để Katie lên coi coi mọi người đang nói gì nha. Ok, các bạn có thể thấy được là Katie mới vừa cắt tóc nè. Nên đây là một sự thay đổi mà Katie đã phải quyết định trong một tuần. Tại vì từ nhỏ tới giờ Katie chưa bao giờ để tóc ngắn hết. Và không biết có nhiều bạn coi livestream mình chưa. Ok. Hello mọi người. Bây giờ cũng là giờ trưa rồi. Không biết mọi người có ăn gì chưa. Thì bây giờ Katie đang rất là đói. Mà hôm nay Katie rất là lười nấu ăn nữa. Nên là chắc Katie phải order cái gì đó trên mạng để ăn cho nhanh trong lúc chờ Katie sẽ vừa coi các bạn nói gì và sẽ trò chuyện với các bạn nha. Buổi chiều nay Katie cũng có một buổi event nữa nên là Katie sẽ phải tìm cái gì đó ăn để có đủ năng lượng này nọ. Có rất là nhiều bạn nói là tóc mới của Katie rất là xinh. Katie cảm ơn mọi người. Thì bây giờ mình sẽ ngồi chờ đồ ăn tới. Không biết bữa giờ thì các bạn có đang hào hứng tại vì sắp tới là Tết rồi nên là mọi người sẽ được lì xì rất là nhiều. Katie rất là thích được lì xì nữa nên là Katie rất là mong tới Tết. Các bạn hello. Để tóc dài đẹp hơn hả? Không, Katie thích để tóc ngắn tại vì tóc ngắn mỗi lần dậy á thì không có cần làm gì nhiều á, chỉ cần chải một cái thôi là tóc nó đã đẹp rồi. Có rất là nhiều bạn đang cứ chào hoài à. Bây giờ mình có các câu hỏi gì khó các bạn có thể hỏi Katie được thì các bạn cứ nhắn vào livestream này nha. Bây giờ mình cũng có bạn hỏi là Katie mấy tuổi rồi. Katie 18 tuổi. Bây giờ thì Katie đang ngồi chờ đồ ăn giao tới để mình có thể được ăn. Thì hôm nay Katie có phải đi làm nữa nên là hy vọng là đồ ăn sẽ rất là ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng để khi thì có thể làm việc trong buổi chiều này. Thích xem livestream mà mạng yếu quá mọi người ơi. Đồ ăn tới rồi, bây giờ mình sẽ ra coi đồ ăn là gì nha. Wow, giao đồ ăn mà sao cái hộp cầu kỳ quá vậy. Không biết ở trong đây có cái gì. Trong hộp rất là nặng nên là hy vọng là sẽ có rất là nhiều đồ ăn để Katie ăn. Mặc dù Katie đang giảm cân. Bây giờ Katie sẽ mở hộp ra cho mọi người xem nha. Không biết ở trong đây là cái gì nữa. Wow, Miyomachi, một trong những món mà Katie rất là thích. Mà sao giao mì gói mà cái hộp nó đặc biệt quá vậy. Không biết cái món mì gói này có cái gì đặc biệt không ta. Để Katie xem bây giờ các bạn có muốn Katie mở thử một hộp mì ra cho các bạn xem không nha. Ok. Có ai giống như Katie rất là thích ăn mì gói tại vì nó rất là tiện. Mà giống như ngày xưa Katie đi học Katie cũng rất là hay ăn mì gói nữa. Tại vì trong những thời gian nghỉ ngơi chỉ được 15 phút thôi nên là gói mì ly rất là tiện lợi. Đây, Katie sẽ lấy thử một hộp ra. Ủa? Mì này là mì khoai tây omachi tinh túy ẩm thực. Nhưng mà Katie có thấy một cái cây thịt ở đây rất là khác với những hộp mì gói khác. Để Katie đọc xem cho mọi người nha. Đây là mì hộp thịt sốt bò hầm. À, có cả cây thịt thật 45g nữa. Wow, hèn chi Katie cầm lên nó rất là, nó đã nặng hơn những cái hộp mì khác rồi. Nên là chắc chắn sẽ ăn rất là no và rất là ngon. Đây Katie rất là thích ăn thịt nữa. Bây giờ Katie sẽ mở hộp ra để coi thử ở trong đây cây thịt 45g như thế nào nha. Đây. Bây giờ Katie sẽ mở hộp ra để xem cái mùi nó có giống như mấy mì omachi khác không nha. Mùi rất là thơm giống như các mì omachi khác. Bây giờ ở trong đây sẽ có một cái nĩa. À mà quên, phải đi nấu nước sôi trước. Nếu mà ăn mì gói mà không có nước sôi thì không được. Mọi người chờ Katie xíu nha.
Bây giờ Kitty sẽ tiếp tục mở hộp ra để xem trong đây có cái gì. Đây, wow, cây thịt rất là to các bạn ơi. Ăn cái này chắc chắn sẽ rất là no. Vậy thì mở ra xem cái mùi như thế nào nha. Hi Bob. Không thích không? Hi. Cây thịt rất là to các bạn. Rồi, Bob lên đây ngồi nha. Lên đây, ra đây. Xem đi. Ở trong đây có thêm một gói sốt nữa. Sốt bò hầm. Kitty rất thích ăn những cái sốt của Omochi tại vì cái vị nó rất là đặc biệt. Đây đây. Trời ơi, Bông cũng ăn mì không? Bông cũng ăn mì không? Các bạn có thấy ai quen không? Đây là bé Bom nè. Rồi. Tiếp theo thì ở trong đây thì cũng có một cái bịch hành và rau. Không thiếu chất xơ nha mọi người. Nhớ ăn rau nha, rất đẹp cho da. Và mì. Trong lúc mình chờ nước sôi thì mình sẽ trò chuyện chút xíu với bé Bom. Và thật sự là đây là lần đầu tiên Kitty đi ăn mì gói hay là mua một hộp mì gói mà thấy một cây thịt rất là to. Và Kitty thấy cái chuyện này rất là tiện để mỗi khi đi quay. Tại vì chắc chắn lúc mình đi quay Kitty chỉ có một khoảng thời gian nghỉ rất là ít. Nên là những cái gì tiện lợi giống như một hộp mì gói với một cây thịt thì nó sẽ rất là tiện để Kitty ăn và nạp đủ năng lượng để hoàn thành một ngày quay rất là tốt. Bông có thích không? Bông thích ăn xúc xích lắm à? Bông thích ăn thịt lắm đúng không? Nước sắp sôi rồi, tí nữa Bông ăn nha. Các bạn có thấy Bông dễ thương không? Ngồi xuống Bông. Nước sắp sôi rồi, bây giờ Kitty sẽ đi lấy nước sôi chế vô để thưởng thức món mì này nha. À quên, chưa bỏ sốt vô mà đã đi lấy nước sôi rồi. Bây giờ Kitty sẽ bắt đầu. Đầu tiên mở sốt ra, xé. Và bỏ vào đây, các bạn nhớ lấy hết tất cả các sốt nha. Tại vì cái sốt này rất là ngon, làm nước của mình rất là ngon. Tiếp theo là hành. Giống như các mì omachi khác thôi. Có cả mấy miếng cà rốt nhỏ nhỏ trong đây nữa. Mâm ăn gì chưa? Đây, bây giờ mình sẽ phải mở cây xúc xích này. Kitty có thấy bữa là ai chỉ Kitty là nếu mà mở xúc xích thì lấy một cái nĩa đầm. Không biết cái này được không, tại vì Kitty rất là yếu. Đầm mạnh một cái. Các bạn phải mạnh tay vô nha, tại vì nếu mà không đâm mạnh là nó không có đứt được. Đứt cái vỏ ở ngoài thì mới lột cái xúc xích này ra được. Còn nếu bạn nào mà gan thì lấy răng rút ra cũng được. Nhưng mà khi thì... À. Rồi. Phải bẻ ra. No. Ông không ăn cái này được. Của mẹ. Nhớ là xé. Thôi. Kitty yếu quá, bây giờ Kitty sẽ đi ra đằng sau để tìm cái gì đó cắt nó ra cho nó dễ. Và cũng đồng thời lấy nước sôi luôn. Ở đây đi. Tần 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 tần. Đi, ăn. Ok, bây giờ Kitty sẽ xé ra cho các bạn xem cái thịt này nha. Wow, rất là thơm. À, nó có một cái đường ở đây nè. Các bạn có thể dùng cái răng của mình cắn một cái là nó ra ngay lập tức. Ok, ngon quá. Bây giờ mình sẽ đổ nước vô. Ở trong cái ly mì nó sẽ có một cái mức để các bạn biết được đổ nước được bao nhiêu. Nên các bạn nhớ đổ nước theo cái đường đó để nó có thể giữ độ mì cho mình ngon. Ăn nha. Bây giờ mình lấy, Kitty có thấy một người, các bạn chỉ Kitty á là đâm ngay đây nè. Nhưng mà tay Kitty rất là yếu, các bạn có thể thấy được Kitty không thể mở cái xúc xích được. Nên là Kitty sẽ lấy cái này, dịnh nó lên.
để giữ mì lại trong 3 phút. Các bạn nhớ nhắc khi đi nha, 3 phút thôi. Tại vì hơn thì nó sẽ không ngon, mà ít quá thì mì sẽ rất là cứng, rất là khó ăn. Mời vào đây. Đây đây. Lâu lắm rồi Katie mới này. Bây giờ mọi người phải chờ, Bom phải chờ trong 3 phút nha. Bom đếm đi, Bom nhớ đếm nha. Tại vì mì omachi là các bạn có biết được là nó làm từ khoai tây, nên là lúc các bạn ăn các bạn sẽ không bị nóng và chắc chắn sẽ không bị mụn. Nên là cái điều đó rất là quan trọng với Katie. Thơm á hả? Thơm á nên Bom hửa đúng không? Đây. Tại vì đây. Bom, ngồi xuống. Trời ơi. Cây thịt cũng ngon quá, bỏ vô mì omachi là đúng bài luôn. Đúng rồi các bạn ơi, tại vì thường thường á, lúc mà mình ăn mì á thì nó sẽ mình phải mua thêm xúc xích hoặc là bỏ thêm trứng, nên là nó cũng không có tiện lắm lúc mà mình đang bận rộn. Nên là khi thì thấy hộp mì ly omachi này đã có một cây thịt sẵn trong đây, nên là rất là tiện cho khi các bạn nào bận rộn và chỉ có một khoảng thời gian nhất định để ăn thôi. Có các bạn nào thích ăn mì gói giống như khi thì không? Khi thì rất là thích ăn mì gói, bỏ ăn rất là ngon. Mà cọng mì của omachi là cái cọng mì mà khi thì thích nhất, tại vì cái độ dai của nó vừa đủ và ăn các bạn không thấy nó bị mặn quá, nên là các bạn ăn vô các bạn rất là thích. Cây thịt nãy giờ mới quên, lúc mà các bạn cầm cái hộp lên là các bạn đã thấy là cái cây thịt nó đã nặng hơn rồi, nên là lúc các bạn ăn vô á thì các bạn có thể cảm thấy năng lượng đang nạp vô cơ thể mình dần dần và ăn sẽ rất là no và đầy đủ năng lượng để học nguyên một ngày hoặc là đi làm. Nên là khi thì thấy rất là tiện cho các bạn nào mà không có thời gian để ăn. Bom ơi, thường thường Bom có thấy hay ăn, Bom cũng hay ăn đúng không? Ngồi xuống coi, ngồi xuống, bắt tay. Các bạn ơi, hết 3 phút chưa để khi thì bắt đầu ăn, tại vì khi thì rất là đói rồi. Nãy giờ cũng còn 1 phút nữa, các bạn nhớ nhắc khi thì nha, tại vì mì là phải nấu đúng 3 phút, không thì nó sẽ bị quá là mềm hoặc là nó chưa chín tới. Ê. Em có bạn Tấn Tài cũng nói là em cực kỳ thích ăn mì luôn. Chị cũng vậy, chị rất là thích ăn mì gói, tại vì cái vị của mì gói nó rất là đặc biệt. Những lúc mà khi thì thường thường lúc mà thèm hay là đang diet á thì thèm nhất là được ăn mì gói và xúc xích chung với nhau và thịt chung với nhau, nên là Kay thì rất là thích ăn mì. Có rất là nhiều bạn nói là em cũng rất là thích ăn mì omachi lắm, tại vì do là ăn á thì nó sẽ không có bị mụn, nên là có rất là nhiều bạn nói tại vì mì omachi là làm từ khoai tây, nên là cái lúc mà các bạn ăn các bạn sẽ không sợ bị nóng trong người. Hình như đã hết 3 phút rồi, bây giờ Katie sẽ mở hộp ra và thưởng thức. Đầu tiên mình sẽ phải hửi nó. Rất là thơm, có cái mùi đặc trưng của mì omachi. Mình sẽ mở ra. Thử gì không? Thơm không? Ok. Sau đó mình sẽ quậy lên cho nước sốt đều. Thấy chưa? Bom nghe mùi thơm quá, Bom ngồi ngay kế bên khi đi liền. Bây giờ Katie sẽ ăn thử một miếng mì trước, coi tay nghề nấu ăn của mình có tốt không. Wow, các bạn có thấy không? Cục mì rất là dài. Rất là ngon.
Còn mì rất là dai, đúng kiểu khi thì thích luôn. Bây giờ tiếp theo mình phải thử cái cây thịt này để coi nó có hot giống như là những gì mọi người bữa giờ đang nói không. Mình sẽ lấy. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Ăn chung với một miếng mì. Hai thứ kết hợp với nhau cực kỳ ngon. Ăn hết cái ly mì này chắc chắn sẽ rất là no. Có bạn nào cũng đang ăn mì gói giống như Katie không? Cẩn thận coi rồi thèm chảy nước miếng đó nha. Wow, khói nó bốc lên nè. Có nhiều bạn nói cho em ăn với. À, mọi người hãy ăn đi. Ăn hết hộp mì này xong chắc chắn sẽ đủ năng lượng để chiều nay đi làm. Nhìn mặt tội nghiệp quá vậy, Bông cũng muốn ăn đúng không? Nhưng mà Bông không ăn được. Thật sự là cái cây thịt này rất là ngon, và các bạn có thể thấy được nó rất là to nữa, nên là ăn kết hợp với mì cực kỳ ngon. Xuất sắc. Bây giờ mình sẽ hấp thử một miếng nước nha. Tại vì Katie nghĩ là nếu mà có cái xúc xích này vô á thì cái nước của cái mì này sẽ nó sẽ thơm hơn. Để mình thử đi nha. Đúng là có cây thịt này vô, nước mì nó đậm đà hơn rất là nhiều các bạn ơi. Thấy không? Bom chỉ nhìn theo ly mì thôi nè. Bom đâu quan tâm tới ai đâu. Nè, nhìn đi. Thấy không? Tội nghiệp ấm quá. Katie rất là thích ăn mì gói, chắc chắn Katie sẽ mua thật là nhiều để mang theo lúc Katie đi quay. Có một bạn nói là Katie thử ăn không dính son được chứ. Là cái này là một cái trend mà trên Facebook mà mọi người làm rất là nhiều, là ăn mà vừa đánh son xong rồi ăn, nên là Katie sẽ thử cho mọi người xem, mặc dù Katie đã ăn hết son của mình rồi. Bây giờ lấy một chút xíu mì. Rất là khó tại vì nó rất là nóng. Katie nghĩ là ăn mà không dính son là rất là khó, tại vì mì rất là ngon, mình chỉ muốn tập trung qua ăn thôi chứ mình không muốn tập trung vô né son. Bây giờ cắn thêm một miếng thịt nữa. Cũng là cọng mì khoai tây, nó cũng khác với cọng mì bình thường nữa. Cái vị của nó khác, với lại cái độ dai của nó dai hơn rất là nhiều. Sao bé ngồi giống như bé bị gãy xương vậy? Ha. Nên là lúc mà khi thì ăn vô cọng mì omachi á, thì cái độ dai của nó làm lúc mà mình nhai á, cái hương vị nó ngon hơn rất là nhiều. Bây giờ khi thì sẽ ăn hết gói mì này, và hy vọng là các bạn cũng sẽ
ăn thử mì omachi giống như cây đì để thưởng thức gia vị thật là đặc biệt cùng với cây thịt 45g. Hy vọng là mọi người sẽ ăn thật là nhiều, tại vì cây đì thấy là mì ly là một trong những cái món mà rất là hấp dẫn và ngon. Có rất là nhiều bạn cũng khen là cái cọng mì của Omachi nó khác với mì bình thường. Thì Kitty sẽ trò chuyện với các bạn một chút xíu nha. Nhiều bạn khen con đẹp lắm á Bom. Bây giờ thì Kitty cũng phải ăn và chuẩn bị make up để chiều nay đi làm, nên là hy vọng mọi người đã có một thời gian rất là vui khi mà ăn chung với Kitty và thưởng thức mì Omachi cây thịt này. Và rất là no, chuẩn bị no rồi, nhưng mà Kitty sẽ ăn hết cái ly mì này sau khi livestream mình kết thúc. Và hy vọng là mọi người sẽ mua thật là nhiều mì Omachi, tại vì Kitty có nghe nói là sẽ có được tặng son khi mà các bạn mua Omachi nữa, nên là thật là sự rất là hấp dẫn, vừa ăn mì gói mà tại sao được tặng son nữa. Đó là một cái mà Kitty rất là thích, nên là hy vọng mọi người cũng sẽ mua thật là nhiều mì Omachi để được tặng những cây son cực kỳ hấp dẫn để đánh trong mùa Tết năm nay. Hy vọng là mọi người đã có một thời gian rất là vui với Kitty, và hẹn gặp lại các bạn lần sau trong livestream. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye. Trời, ăn không? Mom ăn không? Yeah.